Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại và chia sẻ tới quý vị những thông tin hữu ích có trong bản tin của Seven News. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong bản tin. Chạy nhanh dù đường trơn, ô tô đâm sầm vào đuôi xe tải đang quay đầu. Dựa trên đoạn video được trích xuất từ camera hành trình trên ô tô gây tai nạn có thể thấy, đoạn đường mà xe đang di chuyển có dấu vết để lại cho biết vừa có một cơn mưa lớn đi qua. Tuy nhiên, có thể thấy tốc độ di chuyển của xe gắn camera khá nhanh, đồng thời cũng không giữ khoảng cách an toàn, nên khi đến đoạn rẽ ở đầu một con lươn, ô tô gắn camera đã tông vào đuôi xe tải đang quay đầu, cú va chạm khiến kính xe vỡ nát, hiện vẫn chưa rõ có thương vong hay không. Sau đây là một số bình luận tiêu biểu được cư dân mạng để lại. Đường thiếu ma sát mà chạy cho cố vô, vừa tội. Thôi, trách cái gì do mình hết mà. Lần sau cứ phát huy tốc độ nha anh trai, vợ con chưa đủ khổ nên cứ việc báo đi. Vụ án chuyến bay giải cứu bắt Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên. Ngày 11 tháng 6, tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Trần Tùng, sinh năm 1978, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, về hành vi nhận hối lộ. Theo Bộ Công an, việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can Trần Tùng là nằm trong vụ án chuyến bay giải cứu, song các nhà chức trách tách ra để tiếp tục điều tra. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can trên. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra cáo trạng, đồng thời truy tố 54 bị can trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trong đó có ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực, ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Vũ Hồng Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, ông Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola, ông Chữ Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội và Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, cùng bị điều tra về tội nhận hối lộ. Cáo trạng xác định, trong quá trình cấp phép các chuyến bay giải cứu, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng. Vùng áp thấp ít dịch chuyển có thể gây lốc xoáy trên vịnh Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển sáng 11 tháng 6, cho thấy vùng áp thấp tại vịnh Bắc Bộ ít dịch chuyển trong 6 giờ qua. Dự báo đến sáng 12 tháng 6, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Bắc. Cơ quan khí tượng cảnh báo, dưới tác động của vùng áp thấp, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông. Trong cơn dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Hình thái thời tiết trên làm ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền. Trong hôm nay, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khiến vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Cũng trong thời gian trên, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 đến 3,5 m, biển động. Trên đất liền, trong đêm qua và sáng sớm 11 tháng 6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 40 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Vụ kiện tranh chấp thừa kế tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh, Đông Dương không làm chứng. Khuya ngày 10 tháng 6, ca sĩ diễn viên Đông Dương đăng clip trên trang cá nhân gửi lời xin lỗi đến khán giả và đồng nghiệp vì thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến mọi người do một đoạn clip có hình ảnh Đông Dương và gia đình nghệ sĩ Vũ Linh. Sau một thời gian ồn ào, Đông Dương quyết định làm clip để chia sẻ rõ ràng câu chuyện không mong muốn này. Anh tâm sự, Đông Dương cũng giống như bao cô chú anh chị nghệ sĩ khác, lâu lâu qua thăm cậu Vũ Linh để hỏi thăm sức khỏe, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nghề. Cậu luôn tận tình chia sẻ kinh nghiệm thâu đêm suốt sáng, ai cũng có kỷ niệm với cậu. Còn đoạn clip được xem là bằng chứng để kiện tụng đòi chia tài sản, Đông Dương cho biết là được quay khá lâu. Anh khẳng định, lúc đó Dương không nghĩ là di chúc mà nghĩ là những lời tâm sự, kỷ niệm của gia đình cậu. Ngày hôm nay, Dương không biết đoạn clip đó có hiệu lực pháp luật hay không thì cho phép Dương không can dự vào. Dương không bênh vực ai, không bỏ ai. Sau khi cậu mất, tất cả mọi chuyện xảy ra bên gia đình cậu, Dương không có ý kiến. Dương xin khẳng định một lần nữa, Dương không ra tòa kiện hay làm chứng gì cả. Một lần nữa, anh xin lỗi khán giả và gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh, bởi lẽ đáng ra anh không nên làm clip này sớm vì chưa qua 100 ngày mất của nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng mọi chuyện đi quá xa, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, gia đình, buộc anh phải lên tiếng. Anh cũng mong muốn những chia sẻ của anh không bị cắt ghép làm sai lệch nội dung để cộng đồng mạng hiểu lầm hơn nữa. Bộ Công an thông tin về vụ tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk. Sáng ngày 11 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm người tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk, làm một số công an xã, cán bộ xã và người dân thương vong. Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm cùng ngày tại địa bàn huyện Cư Cuôn, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra sự việc một nhóm người chưa xác định rõ danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã Y Tiêu và Y Catu, làm một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương vong. Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Cuôn và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng kể trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Đối với các cơ quan truyền thông, cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Long An công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây. Sáng 11 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây, đoạn đê bao liên ấp Bến Kè, Nước Trong, Voi Đình, xã Thủy Đông, huyện Thành Hóa. Khu vực này có chiều dài sạt lở khoảng 50 m, đất sạt lở và lún sâu từ mặt đất xuống đáy sông 4 đến 6 m, chiều rộng sạt lở từ sát mé sông vào trong đê bao 12 đến 13 m. Xung quanh khu vực sạt lở còn xuất hiện nhiều vết nứt rộng với kích thước 2 đến 10 cm, phạm vi xuất hiện vết nứt dài khoảng 160 m. Nơi đây có khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở diện rộng kéo dài theo tuyến bờ bao ven sông. Trong 2 ngày 9 tháng 5 và 18 tháng 5, 15 m đê bao bê tông ven sông đã bị sạt lở, cuốn trôi hoàn toàn. 250 m khối đất bị nước cuốn trôi, 65 m tường, cổng hàng rào nhà bà Lê Thị Thủy, 47 tuổi, ngụ ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, cặp bờ sông bị sập. Đây được xem là tuyến đường giao thông nông thôn liên ấp phục vụ cho khoảng 500 hộ dân đang sinh sống trong khu vực. Thời gian tới, các hộ dân sẽ bị chia cắt do không thể qua lại khu vực nguy hiểm nói trên. Gia đình gây tranh cãi khi giấu tin mẹ mất để nam sinh yên tâm tham gia kỳ thi. Đoạn video trực tuyến được quay vào tháng 5, ghi lại đoạn hội thoại của một bác sĩ nói chuyện với người thân của một nữ bệnh nhân sắp qua đời và được lan truyền hôm 6 tháng 6 vừa qua, một ngày trước kỳ thi cao khảo, kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc. South China Morning Post đưa tin, trong video được ghi lại vào tháng 5, Lý Ánh, một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Thâm Quyến, khuyên gia đình của người phụ nữ nên báo tin cho cậu con trai duy nhất rằng mẹ em sắp qua đời để em có thể gặp mẹ lần cuối. Nếu thằng bé muốn nói lời tiễn biệt với mẹ, mọi người không thể giấu đi sự thật. Nếu không, cậu ấy có thể phải chịu đựng nỗi đau mất mát trong một thời gian dài. Nếu sự thông tin này khiến cậu bé mất tập trung cho kỳ thi cao khảo, cậu bé có thể thi lại vào năm sau, Lý nói. Tuy nhiên, lời khuyên của bác sĩ cũng tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự hoài nghi liệu có ai đó thậm chí cân nhắc ưu tiên một kỳ thi hơn quyền của một đứa trẻ được gặp người mẹ đang hấp hối của chúng. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ cao khảo quan trọng hơn việc nhìn thấy một người mẹ đang hấp hối lần cuối của mình. Một người bình luận, nếu có bất kỳ lo lắng nào về việc tin tức có thể khiến con trai mất tập trung vào kỳ thi, thì tôi chỉ có thể nói rằng hệ thống giáo dục của chúng ta đã thất bại hoàn toàn, một người khác cho ý kiến. Loại quả nặng mùi đang được lùng mua, nhà vườn lãi tiền tỷ. Trúng mùa và bán được giá cao, vụ sầu riêng năm nay, nhiều nhà vườn tại huyện Dòng Riềng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thu lợi nhuận từ vài trăm đến hàng tỷ đồng mỗi hecta. Những ngày này, không khí tại các vườn sầu riêng của xã Vĩnh Hòa, Hưng Bắc, huyện Gò Quao, Kiên Giang nhộn nhịp vì đang vào vụ thu hoạch. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, Gò Quao là huyện có diện tích sầu riêng dẫn đầu toàn tỉnh với trên 250 hecta. Trong đó đã được cấp mã vùng trồng 58,7 hecta, 150 hecta đang cho thu hoạch. Đa số sầu riêng được trồng mới từ 2 đến 3 năm tuổi. Tại huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang, sầu riêng đang được thương lái vào tận vườn thu mua với giá cao hơn cùng kỳ, từ 10.000 đến 18.000 đồng trên 1 kg. Chiếm sản lượng cao nhất là giống sầu riêng ri sấu, giá từ 52.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Monton giá 70.000 đến 75.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Mu Sang Kinh giá từ 200.000 đến 220.000 đồng 1 kg. Nhưng sản lượng thu hoạch không nhiều, đa số nhà vườn mới trồng được từ 2 đến 3 năm. Do sầu riêng trúng mùa và bán được giá, nên vụ này rất nhiều hộ nông dân thu hoạch sầu riêng, đạt lợi nhuận từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trên 1 hecta. Ngoài việc được giá, sầu riêng còn trúng mùa với năng suất bình quân khoảng 17 đến 18 tấn trên hecta, cao hơn năm trước từ 1 đến 2 tấn trên 1 hecta. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.